À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một chiến dịch mới. Đó là chiến dịch, vâng, tên gọi của chiến dịch này chính là cái tiêu đề của trò chơi này, Attila, vâng. Và đó là phần mục chiến dịch vĩ đại, chúng ta sẽ chơi quân Hung Nô và sẽ đi theo bước chân của Attila, ngọn roi của Chúa Trời. Vâng, đây, ngọn roi của Chúa Trời. Những kỵ sĩ Khải Huyền, người đã ban chết chóc và sự đáng sợ của mình, ngọn roi của Chúa, sự đòn trừng phạt của Chúa Trời đối với các nước thuộc Tây Âu. Nói qua qua một chút thì tôn giáo đây, đạo Tengrin, vì đây này, ngọn roi của Chúa Trời và những kỵ sĩ Khải Huyền, đấy là đặc điểm chung của các cái nước thuộc ngọn roi của phương Đông. Thôi không quan trọng. Chúng ta có hai phe phái Hung Nô, đó là Hung Nô trắng và Hung Nô nhưng mà mình hôm nay thì mình sẽ đi theo cái Hung Nô truyền thống này, đó là Hung Nô của Attila, đúng cái bản này. Thực ra thì mình có trong cái chiến dịch của là Attila, nó có rất nhiều chiến dịch, nhưng mà mình sẽ, tại sao mình chọn cái faction này, vì là mình muốn giới thiệu với các bạn một cái cách chơi cho những cái đơn vị mà bộ tộc sống du mục, mà giúp một cái cách các bạn quản lý, các bạn xây dựng và phát triển để nó sau này từ một cái bộ tộc du mục trên thảo nguyên trở thành một cường quốc đi tàn phá thế giới thì nó phải làm qua những bước gì. Thì đây cũng là một sự chia sẻ thôi. Tất cả các cái chiến dịch của phiên bản Attila này thì kể cho đến tất cả những chiến dịch mình đã làm đến bây giờ và xong rồi thì mình chưa hề chơi qua một lần nào cả. Nên là mình vừa chơi mình vừa tìm hiểu thôi, nên là các bạn cứ có gì đã chơi rồi, các bạn đã chơi rồi hoặc là đã biết rồi hoặc biết rồi một chút gì đó, các bạn có thể chia sẻ cho mình một số các vấn đề chơi. Còn đối với mình thì kể cả cho dù mình chưa chơi thì mình cũng vẫn có thể chơi được thôi, bởi vì thực ra cái kiến thức cơ bản của Hung Nô War thì mình cũng có rồi, nên là các cái nó khác biệt một chút giữa các cái faction hoặc các phiên bản thì nó chỉ là một chút thử thách mà mình cần đo. Đấy, thử thách ban đầu đã là khó rồi nha các bạn nha, Hung Nô không hề dễ. Và độ khó thì mình sẽ chơi ở mức huyền thoại. Và rất nhiều anh em cũng bảo là cái bản này rất khó anh ạ, em không thể chơi được. Vì vậy nên mình sẽ chơi ở cái mức độ khó cao nhất để anh em có sự, có thể nói là sự cái sự chia sẻ cho anh em ở mức cao nhất những cái vấn đề của một cái faction du mục. Tạm tạm thế đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch. Bắt đầu vào thì chúng ta chưa phải là hổ báo gì đâu. Nếu không muốn nói là chúng ta rất dễ bị end game nếu như các bạn vào mà không làm ngoại giao tốt. Và mời chúng ta sẽ xem cái bộ phim giới thiệu về đây là những người lính Đông La Mã. The air was filled with smoke and blood. Và ban đầu chúng ta chẳng khác gì những cái cướp du mục. They took what they needed and left their enemies to rot. Chúng ta là những tên cướp du mục, sống bằng nghề cướp bóc và đột phá. They rode and fought and lived. Fear built Roman walls. They were right to be afraid. And behold a red horse. And power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Those with gold offered it by the wagon. The Huns took it and allowed them to live in fear, at least until they returned. À, tất nhiên là các bạn có thể thấy rằng dường như các cái đội hình chiến thuật, các cái gọi là cực kỳ bài bản thì đều thất bại trước các cái sự cơ động của các người lính đúng không? Đối đánh cơ động và chiến thuật sẽ giành chiến thắng từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ. Những kẻ đánh theo bài, những cái đội quân mà chơi theo một cái bài nào đó thì thường là khó có thể thành công. Các bạn có nhớ là cái sự kiện trận đánh ở trên vùng ngày nay thuộc Syria bây giờ ấy, trận đánh giữa đế quốc Parthia và La Mã, người trận chiến đó đã hủy diệt gần 50.000 đạo quân. Và đạo quân của La Mã với cái chiến thuật của người Ba Tư rất đơn giản thôi,
đó là hit and run và sử dụng sốc kỵ cực mạnh, đó Catapan. Họ đã hủy diệt toàn bộ đội quân của La Mã, thiện chiến của La Mã. Và thôi mình sẽ nói qua qua về các vấn đề đấy thì sau, nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Đối với bộ tộc du mục thì các bạn nhìn này, nó sẽ có cái hình bánh xe ở bên cạnh như này. Như vậy là chúng ta đang ở trạng thái được một quân đoàn du mục thì nó sẽ có hình bánh xe này. Đối với quân đoàn du mục thì nó khác với các cái thành trì này, các bạn nhìn này, chúng ta chẳng có một cái thành trì nào cả. Chúng ta chỉ có thì khi nào thì chúng ta có thể phát thế thì chúng ta sẽ phát triển và xây dựng đế chế của chúng ta như thế nào. Các bạn muốn xây dựng và phát triển một đế chế thì các bạn đây, các bạn chỉ vào cái ô mọi khi mà các bạn để gọi là để hay các cái trạng thái hành quân ấy. Thì có một cái trạng thái đó là trạng thái dựng trại. Đây này. Trạng thái này để cho phép đây, các bạn chuyển sang trạng thái này thì bạn có thể xây dựng các cái lều, nâng cấp các cái lều trại hoặc là xây dựng mới các công trình mới để tuyển thêm quân hay là làm cái gì đó. Đấy. Và đồng thời các bạn chỉ khi dựng trại các bạn mới có thể mua quân chính quy như thế này. Và đấy. Mình thì mình sẽ không dựng trại chỗ này, mình sẽ cho nó di chuyển ra đây một xíu. Đây. Rồi, mình sẽ cho nó dựng trại ở đây và mình cắm trại đây nhá. Đối với các cái faction du mục ấy thì nó cũng giống như cái các cái faction mà cái gì ấy, mũi tên độc à. Xây dựng thôi, các bạn muốn xây dựng thì các bạn cần phải có grow. Đây, cái hộ tăng trưởng này. Nhưng nó khác nhá. Nó khác với các cái faction xây dựng kia thì các bạn chỉ cần nâng cấp nhà chính thì nó mới yêu cầu grow. Còn cái đôi du mục thì bất kể công trình gì các bạn xây dựng thêm hoặc là nâng cấp các bạn đều cần grow. Đấy. Các bạn chỉ vào đây thì nó sẽ hiển thị lên này. Đây là số lượng grow cần này, chỗ này là lượt cần để xây dựng này. Đó. Thế nhưng mà bây giờ ấy, thì ban đầu các bạn sẽ chọn xây dựng như thế nào và phát triển như thế nào thì mình đề nghị các bạn là ban đầu chúng ta không cần phát triển quá nhiều vào quân sự đâu, bởi vì là chúng ta thế giới đó cũng chưa đủ mạnh để đánh chúng ta. Và các bạn phát triển cho mình hai nhánh, một là cái này. Đây, cái lều người kể chuyện này để nó tăng cái tỷ lệ nghiên cứu của phe phái lên 5%, đúng không? Đấy. Các bạn cứ tăng cái này cho mình đó để nó tăng nhanh cái này, nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu này. Và cái thứ hai các bạn nâng cấp cho, xây dựng cho mình đó là cái này, khu cộng đồng. Đây. Đây. Các bạn nâng cấp mắc cho mình cái nhánh này trước này. Đây, công nghệ tiện thể các bạn nâng cấp đến đây luôn. Cứ từ từ đã, chúng ta sẽ phát triển trước đã. Cái này nó tăng grow, nó sẽ tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu phát triển lên này. Thì các bạn sẽ xây nhanh được các công trình khác hơn. Nên các bạn cứ nghiên cứu cái này cho mình đi, còn những cái khác cứ từ từ. Đấy. Các bạn đừng vội mua quân, bởi vì là chúng ta không có nhiều tiền đâu. Du mục thì sống bằng nghề ăn cướp mà chúng ta ban đầu chưa cướp được của ai thì chúng ta không có tiền đâu. Rồi bây giờ các bạn sẽ di chuyển lên đây, mình sẽ cho các quân đoàn này nó gần gần nhau một chút để có thể yểm trợ cho nhau. Rồi. Tương tự thế quân đoàn này mình cũng cho hồi phục quân trại xuống này. Cái này thì nó đang xây dựng cái công trình công trình này thì hiện tại mình để lại đó. Mình sẽ đây xây cái này để nó tăng. Cái này nó không bị trừ một cái gì luôn các bạn thấy không? Tăng trưởng, tăng của cải, tăng lương thực đấy. Các bạn cứ xây cái này lên trước đó cho mình. Rồi. Có điều kiện thì các bạn xây thêm các công trình khác. Thằng này cũng thế nhưng mà đấy là cái mả xây dựng. Ban đầu thì các bạn cứ xây cái công trình tăng tăng trưởng này và công trình tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Và về mảng nghiên cứu khoa học các bạn, mình đề nghị các bạn cứ nghiên cứu vào cái nhánh này cho mình. Mắc đi, để cho nó mắc cái tốc độ tăng trưởng lên đã. Bây giờ đối với một faction du mục như chúng ta thì ban đầu chúng ta, ngoài chúng ta ra thì còn khá nhiều các cái faction du mục khác đây như thế này. Các bạn có thể lựa chọn là đi theo các cái nước Slaver hoặc là các nước dợ này để cùng chống lại các cái nước khác. Hoặc là các bạn sẽ liên kết với tất cả các cái bộ tộc du mục để cùng đi tàn phá thế giới. Mình thì mình sẽ lựa chọn cái giải pháp là liên kết với các bộ tộc du mục tàn phá thế giới. Mà một trong những cái cách để mà chúng ta liên kết được với nhau nó hiệu quả nhất thì các bạn biết là gì không? Từ từ đã nha. Mình sẽ đánh nhau với cái thằng Slaver này luôn. Bởi vì nó không đồng minh với ai nó. Đây. Mình sẽ pem nó đã để kiếm cái sẻng. Đồng thời để mình tạo một cái kẻ thù đó. Chúng ta rất gần. Việc gì phải vội. Rồi, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn đó là săn bằng và cướp bóc. Chúng ta sẽ cướp bóc đã để kiếm ít sàng đã. Săn bằng thì để sau. Ban đầu chúng ta cứ cướp để kiếm tiền đã. Rồi, cắm cái trại xuống. Đây, cái này cũng thế. Lều của người kể chuyện để tăng tốc độ nghiên cứu lên này. Và cái này nữa này. Cái này nó có sẵn công trình này luôn rồi này. Chúng ta chỉ được nâng cấp lên thôi. Rồi, thằng này quá tuyệt đấy. Chúng ta sẽ tăng vào đây.
tăng phạm vi di chuyển. À đây, tăng cái này vào trước này. Các bạn nghiên cứu cho tướng lên cấp thì bạn tăng vào cái này giúp mình. Cái này nó sẽ tăng lương thực này. Lương thực đối với các bộ tộc du mục cực kỳ quan trọng. Các bạn mắc cái này cho mình. Nếu tướng lên cấp các bạn cứ mắc cái này cho mình. Nó tăng cả đạn dược cho kỵ binh đánh xa này. Và đấy, nên là bắn được nhiều hơn. Nên là các bạn tăng vào đấy. Có 10 lương thực. Và đấy là vấn đề về... Đây, mình sẽ ngoại giao trước đã. Cái mảng ngoại giao trước. Đối bộ tộc du mục này gốc Hung Nô nó chỉ có... Đây, thằng này là một này. Bây giờ mình cần phải lấy lòng mấy thằng này. Cách lấy dòng đơn giản nhất thì chúng ta có cái gọi là hôn nhân chính trị. À, mình sẽ thử gả con gái mình cho nó xem nào. Nó không thèm cơ. Nhưng có lẽ là mình vẫn phải cần. Có thể mình sẽ gả con gái mình cho nó và cho nó thêm ít tiền nữa. Tức thật đã mất con lại còn phải mất tiền nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải đọc việc đó. Nếu các bạn thực sự muốn liên kết các bộ tộc du mục thì các bạn cần phải có một mối quan hệ hôn nhân. Mình nghĩ là phải 1.000 rồi. 1.000 chưa được. 2.000. Các bạn đừng nghĩ là chúng ta mất tiền nhé. Đây là chúng ta đang... Nó không người thừa kế không chị. Lúc đó cái thằng đấy chưa được thì mình sẽ đề nghị thằng khác, nhưng mà... Speak ill or slowly, and I may feed your tongue to the dogs. Vừa phải, à đây, cái này thì hiệu quả này. À đấy, tốt rồi. Giữa chúng ta với nó lại có một cái sự đặc điểm chung. Thằng này nó đang cải thiện rồi, mình có lẽ mình sẽ chờ thêm một xíu nữa lượt sau để nó tăng... Tăng cái mức độ thân thiện đã, thì chúng ta sẽ đề nghị tiếp các cái ngoại giao khác. À thằng này. Thằng này rất thân này. Mình sẽ đề nghị xem nào. À hay quá. Vâng, dàn xếp hôn nhân. Khéo léo 16 tuổi. Cho cái thằng Oppa này. À mình phải xem là tình hình hôn nhân của chúng ta. Hoàng hậu thì rất ngon này. Chị An cộng 1 này. Cơ hội có con của người chồng cộng 10%. Ảnh hưởng cá nhân. Vợ của thái tử cũng rất là ngon. Bảo vệ người chồng khỏi 10% bị sát thương bởi bọn tình báo này. Cơ hội thành vụ của mình, của người chồng. Trừ vụ này thì hơi xấu. Không cần, không sao. Nữ chiến binh này, à tuyệt quá. Nói tục giống tốt, cơ hội có con cộng 20%, nói tục. Ảnh hưởng cá nhân cho mỗi tình huống bị trừ 1. Thanh niên này sẽ là ngu đần. Ngu đần thì bao giờ cũng giảm xảo quyệt nhưng mà tăng trung thành. Chúng ta có một đứa con gái. Mình cảm thấy hơi buồn là gia tộc của chúng ta không có nhiều tướng lĩnh giỏi. À đây, kẻ sinh tồn. Tướng lĩnh này khá sĩ khí cho đạo quân chỉ huy trừ 7, cầu thủ cận chiến trừ 10. Sao lại có cái hiệu ứng xấu thế này? Thanh niên này là xấu thế nhỉ? Thanh niên này không đáng tin, có khả năng có con hoang. Két nữ Man Di hôi hám. Cộng 10 sĩ khí đấu với các đế quốc Man Di. Thanh niên này vừa được lên cấp, nhưng mà bạn có thể nhìn thế này. Cái trung thành của nó, ở đây, các bạn kích vào cái hình đầu người có cái nút này, cái trung thành của nó đang rất thấp, có 3 điểm thôi. Các bạn để ở cái mức này là rất nguy hiểm. Thì có một cách để các bạn giải quyết vấn đề này là một thứ nhất là các bạn bổ nhiệm. Đầu tiên các bạn biết là đây là vua của chúng ta này. Có cái viên màu vàng ở đây sẽ là thái tử nếu như người sẽ được thừa kế. Cả hai người này thì thái vua thì không bao giờ bổ nhiệm cái gì giỏi. Nhưng mà chúng ta cần phải cho thái tử bổ nhiệm để nó tăng quyền lực lên. Nếu không đến khi mà vua già chết mà thái tử không có nhiều quyền lực ấy, là không có tiếng nói đâu với các tướng lĩnh khác đâu. Đấy. Và ngoài ra chúng ta sẽ cho tướng này bổ nhiệm vào đây để nó sẽ tăng cái trung thành lên khi bổ nhiệm. Nếu như không được nữa thì mình sẽ dùng đến một cái giải pháp, đó là dùng cho hoàng hậu đi giải quyết. Nhưng mà có lẽ lượt đấy thì mình chưa cần vội đấy. Mình sẽ bổ nhiệm nó đó. Bổ nhiệm nó cũng sẽ tăng trung thành mà. Rồi bây giờ mình sẽ thử hôn nhân chính trị với mấy là xếp hôn nhân. Em này khá xinh, vừa phải. Bác bỏ à? Chắc phải có tí sèng rồi. Để mình đề nghị xem nào. Chúng ta sẽ thanh toán một ít tiền. Chịu không? 300 hay ít à? Hôn nhân chính trị là một cách đơn giản nhất để chúng ta lấy kết tình hảo hữu.
giữa các bộ tộc du mục và nói chung. Và rồi chúng ta đã kết thông gia được với cái thằng này, và đương nhiên điểm ngoại giao với chúng ta, và chúng ta sẽ đề nghị nó tham chiến chống lại thằng này luôn, xem được không? Rồi, quá đẹp, các bạn thấy không? Một bộ tộc du mục. Bây giờ đến mấy thằng chư hầu. Và xếp hôn nhân. Speak plainly and without idle purpose and all will be well. A sure thrust strikes. Nó không chịu. The gods will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Ờ, thằng này mình không chắc lắm. Mình e là mấy thằng đệ này của mình nó cũng dễ luôn làm phản lắm. Mình từ từ đã, mình xem đã. Mình cần mấy thằng du mục phía trước. Rất thân thiện này. What an honor you do us. Đấy, nó không có con gái. What an honor you do us. Chiến chấm lại thằng này đi cho anh. Đòi 300 à? Ok. Rồi chúng ta sẽ còn xem đến thằng Ostrogoth để đang chiến tranh này. Thằng này. Thằng này thì nó cũng đồng ý là chúng ta ký được cái hợp ước là đề nghị nó cùng tham chiến rồi. Bây giờ mình sẽ thử này. Thanh niên là 18 tuổi mà bà là tận 23 tuổi cơ. Đây em này 20 tuổi này. Chắc phải để lượt sau, có lẽ là hôn nhân chính trị. Phải để lượt sau, thằng này. 30 tuổi thì hơi già. 30 tuổi thì hơi già đấy. Nó không chịu. Già thôi còn chứ không chịu à? Rồi chúng ta sẽ cả cho đại hãn của nó. Và đề nghị nó tham chiến chống lại thằng Slaver này. Không chịu à? Tham chiến chống lại Slaver. À tốt rồi. Một cuộc dàn xếp hôn nhân sẽ là một điều rất tuyệt vời đấy. Chắc chúng ta phải cho nó tí xẻ nhỉ. Cho tí của hồi môn. À không chịu. Từ chúng ta xem còn thằng nào nữa ra. Ostrogoth, Visigoth này. Welcome. Speak. Come on. Tên bợm rượu. Don't waste time, better spend it hunting. Không hay lắm. Rồi chúng ta vẫn cần. Cần có con dâu cho một tướng của chúng ta. Có lẽ mình chịu khó bỏ ít tiền ra vậy. You honor us. There is food enough for two hours. Thôi được, để lượt sau mình sẽ đây, thằng này này. Mình muốn tăng điểm ngoại giao của thằng này lên cơ. Rồi. Con đệ này của mình lôi nó vào cuộc chiến với cái thằng chính kia xem. I trust you come with honorable words that I can hear. Không chịu à? Thôi được, tạm thế đã. Bây giờ thì đấy là mảng về bổ nhiệm rồi này. Các bạn nhìn thấy này, cái vấn đề về quyền lực ấy, mình đề nghị các bạn không nên để ở mức cao đâu. Ban đầu chúng ta ở mức rất cao nhưng mà mình nghĩ là mình chỉ nên duy trì ở cái mức này hoặc mức này. Trung thành cộng 2 hoặc là đoàn kết cộng 1 và trung thành cộng 1. Đây, hai cái mức này là tốt nhất này. Đấy. Cả hai cái này. Chứ các bạn giảm thấp quá thì nó sẽ giảm trung thành này, cao quá thì nó cũng giảm trung thành và nó tăng đoàn kết nhưng mà nó giảm rất nhiều thứ. Nói chung quyền lực thì nên ở mức cân bằng, mình nghĩ là như vậy. Mình chơi tất cả các bản rồi mình thấy thì được là như vậy. Đầu tiên là như vậy nhá. Bây giờ thì có lẽ lượt này cũng hết rồi, chúng ta sẽ qua lượt đấy. Đấy. Ở đây thì chúng ta có tình hình kinh tế, mỗi lượt chúng ta sẽ có 1.800, 2.000 này. Chúng ta có 1.800 này, 100 lương thực này, 5 của chúng ta này. Tình hình ngọn roi của Chúa Trời đấu với Cơ Đốc giáo như là đánh nhau với bọn La Mã đấy. Lương thực bổ sung khi du mục này. Sức mạnh tuyệt vời, trừ nhiều điểm quan hệ với hầu hết các phe phái. À, vương quyền ấn tượng. Đoàn kết cộng với tất cả quốc gia. Rồi, qua lượt. Enjoy this quiet time. À, it ends tốt. Now. The storm is coming. A storm of blood to wash you. Cái thằng Slaver còn lại nó dám tuyên chiến mình. Thằng này chán đời hay sao? Nó chán đời rồi. Mình không biết hai thằng đệ của mình nó có bao giờ nó sẽ bỏ không làm đệ mình nữa, bởi vì bọn chúng nó là zoom là dợ. Dợ thì nói chung nó không ưa quân du mục lắm. Rồi thằng này bây giờ các bạn nhìn này,
Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hình gọi là đảm bảo lòng trung thành này, cái hình bàn tay hai người bắt nhau này, kích nó vào đây để lấy để thuyết phục nó một chút xem nào. Nếu nó không chịu thì chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ thì vấn đề ngoại giao đã, mình sẽ tiếp tục thuyết phục thằng này. Điểm ngoại giao vỡ mình và nó đang tăng lên một xíu. Kháng chiến chống lại thằng này đi, xem nó chịu không. Mình nghĩ là mình cần có một vụ dàn xếp hôn nhân với bọn này. Kể cả lấy vợ hơi già một tí cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta cần có một mối quan hệ tốt. 3.000 đi, xem nó chịu không. Ôi, không chịu. Cho không nó con đứa con gái này, xem có đấm không. Cho mày hẳn 3.000, xem mày có chịu không. Ôi, thằng này hơi khó thuyết phục nhỉ. Thôi được, kệ nó. Mình sẽ xem tình hình thế nào đã. Thằng này là thằng trưởng. Let us have good wine until we can talk no more. Vừa phải. Căn bản với con gái của mình xấu quá. Đây. Ready for battle. Các bạn nhìn này, khi các bạn không để chế độ cắm trại nữa thì cái công trình đấy nó sẽ không thể tiếp tục xây dựng được. Đấy. Nhưng tuy nhiên khi các bạn di chuyển thì các bạn nhìn cho mình nhá, cái thanh này là thanh đoàn kết thì không nói rồi. Nếu mà cái thanh này nó tụt xuống mức về không thì nó sẽ nổi loạn và nó sẽ tạo ra một quân đoàn mới và nó sẽ chống lại chúng ta. Tất nhiên việc đó chúng ta sẽ không để xảy ra. Cái thanh này thứ hai đó là thanh điểm hành động. Các bạn nhìn nó có 4 nấc. Khi các bạn di chuyển đến không quá 25% thì có nghĩa là không quá cái lớp cuối cùng kia kìa, các nhìn thấy không? Đấy, thì chúng ta vẫn có thể cắm trại được. Đấy, đây. Các bạn cắm trại này cho mình, đó. Cắm trại tiếp và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các công trình. Đây, mình không phát triển quân. Bắt đầu mình sẽ không phát triển quân. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đốt phá, cướp bóc tiếp cái vùng này. À đây, đánh vào đây. Chúng ta cấp lần thứ hai chúng ta sẽ không được tiền đâu mà còn mất tiền thêm. À. Đây, ít tiền thôi không sao. Nhưng chúng ta đang cần luyện cấp các tướng, đồng thời chúng ta đánh luôn thằng này đấy. Chúng nó đi du mục thì nó một thằng rồi giải quyết nó đấy. Ban đầu các bạn cứ luyện cấp cho mình, cho các quân đoàn nó đạt tướng nó lên cấp xíu. Rồi chúng ta sẽ chọn hồi quân. Chúng ta sẽ di chuyển xa một chút xuống dưới này, không kẻo nhỡ nó đánh được. Rồi, đây chúng ta sẽ cộng tiếp một điểm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ tăng vào đây phạm vi di chuyển này. Và ta tấn công cận chiến. Quân đoàn thì tăng vào cái này tốc độ di chuyển này. Tăng vào tỷ lệ tấn công tầm xa này. Đấy. Đó, chúng ta luyện cấp cho quân đoàn và tướng khá đơn giản. Và... thôi được, cứ để hết lượt này đã để xem tình hình như thế nào. Trung thành của mấy thằng này, con ông cháu cha này có vẻ cũng hơi thấp thật. Rồi chúng ta sẽ đánh tiếp thành này. Bây giờ chúng ta cũng không có nhiều tiền đâu, nên là mình sẽ tích tiền một xíu và mình sẽ cân bố giữa tiền để làm ngoại giao và tiền để làm chính trị. Mình xem thằng này nó chiến tranh với ai. Thằng này let us break bread and drink. Đề nghị nó chiến tranh với thằng này. Chi cho nó ít tiền xem nó chịu. Nó không chịu. Thôi được, nó cứ còn chung kẻ thù với mình thì mọi chuyện vẫn còn đơn giản. Vì mình đã chọn là mình sẽ rồi tốt quá, cộng 3 điểm lòng trung thành. Chúng ta đã thuyết phục nó thành công và điểm trung thành của nó lên 6 điểm rồi. Như vậy là ổn, hai tướng cầm quân của mình, một là thái tử và hai là tướng này đều ở trung thành khá cao. Như vậy là khá tốt. Bây giờ chúng ta sẽ rồi. For the tribe. Quar be praised. How can I help? Cho quân đoàn của thái tử đi trước, xem di chuyển được đến đâu đó. Đến đây à? Rồi, lượt sau chúng ta sẽ đánh.
Đây, thái tử của nó đây à. Bắt đầu này thì bọn du mục này nó không đánh nổi chúng ta đâu. À, bọn Slaver này này. Chúng ta nhất là nếu chúng ta cứ cho hai quân đoàn đứng cạnh nhau thế này thì... Nhưng mà khi các bạn cho hai quân đoàn đứng cạnh nhau như thế này ấy, thì các bạn sẽ bị giảm khá nhiều về thu nhập và tốn kém lương thực. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể bảo vệ được nhau. Đấy, các bạn nhìn này. Với hai quân đoàn đứng cạnh nhau này thì nó không dám đánh đâu. Đấy. Các bạn cứ nâng cấp đây, mình tiếp tục nâng cấp cái nhánh này lên để có thêm grow, tăng tốc độ phát triển. Tương tự như vậy thì nhánh này tiếp tục cướp bóc để kiếm để luyện cấp đã. Rồi. Bao giờ nó đi ra đây thì chúng ta sẽ rút. Cướp phá tiếp. Ready for action. Đây này, nó đây này. Nó mà đuổi ra thì chúng ta lại chạy. Rồi, nó chưa tới được. Ở dưới này thì có cái thằng Alani này là mình ngán nhất này. Thằng này rất nguy hiểm. Còn thằng này thì nó đang khá thân với mình đúng không? Thằng này thì đây, chúng ta sẽ... Let us break bread and drink before words pass our lips. Cao. Cơ hội thành công cao. Nhưng mà mình lại đang muốn thân với cái thằng này hơn một xíu nữa. 9 điểm. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Mình muốn thân với nó hơn mà nó chịu. Vừa phải. À, chúng ta có thể... Có thể đấy. Thanh niên này 18 tuổi, lấy chị 20 tuổi. Ở gái hơn 2, nhưng mà trai hơn 1. Đẹp mà. Miễn là đừng cho lái máy bay ném bom hạng nặng được, đúng không? 3.500 xem nào. Chúng ta cần có một cái mối quan hệ thân thiết với các bộ tộc du mục. Chắc phải 4.000 rồi. Nhiều anh em chơi thì cứ bảo là tại sao anh cứ phí tiền cho bọn chúng nó nhiều thế mà. Đừng có nghĩ như vậy, chúng ta không mất tiền đâu. Chúng ta chỉ là một sự đầu tư thôi. Chúng ta có các cái mối quan hệ vừa... Vừa 3.800 nó vẫn không chịu chứ. Chúng xem gả cái con gái xấu hổ của mình đi xem nó chịu không. Đây. Cho nó 3.000 xem nó có rước đi cho không. Ôi dồi ôi. Xấu như thế mà 3.000 nó còn... Cho không nó, nó đã không đã đành ở đây còn phải mất thêm tiền mà nó còn không thèm rước đi cho. Xấu quá. Giá như chúng ta có đứa con gái nó xinh hơn một tí. À rồi, hay quá. Như vậy là điểm ngoại giao giữa mình và nó sẽ có điểm chung. Bởi vì là chúng ta vừa gả được con gái của chúng ta cho thằng này. Đây, người thừa kế. Như vậy là chúng ta đã kết thân được với hai phe phái. Chúng ta cần phải kết thân với một phe nữa. Đây, thanh niên này chưa có vợ. Mình nghĩ là mình sẽ phải kết thân với một phe du mục nữa. Thì đây chúng ta có phe này rồi, chúng ta có thể phải kết thân với phe này. Phe này thì lại không có con gái, con gheo. Đây rồi, 30 tuổi cũng được. 18 tuổi à? Vừa phải. Không chịu, thôi được. Để lượt sau mình xem là như thế nào đã. Dù sao mấy thằng đấy thì mình cũng không dùng đâu nên là thôi cho chúng nó lấy lái máy bay cũng được. À, hết tiền rồi và chúng ta sẽ qua lượt. Ban đầu mình sẽ dùng ngoại giao chính trị, hôn nhân chính trị để thiết lập các cái mối liên kết với các bộ tộc du mục khác để chúng ta có một cái sự ổn định. Các bạn sẽ thấy rằng là các bộ tộc du mục sẽ đi tàn phá thế giới như thế nào. Nhưng mà bắt đầu thì không, chúng ta chưa đủ sức đâu các bạn ạ. Yên tâm một điều như thế, chúng ta chẳng đủ sức lắm. Họ đã chấm dứt hiệp ước không thân phận lẫn nhau với bạn. Cái thằng này là cái thằng du mục khó hiểu, khó tin nhất này, không đáng tin này. Ghét đế quốc đối thủ hung hăng này, thù ghét. Nó là một cái thằng khá là ngang bướng. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ vẫn có cách để thuyết phục của nó. Bởi vì nó cũng là một trong những cái bộ tộc du mục khá mạnh. Các bạn không nên bỏ lỡ cơ hội đó. Thằng này nó bỏ cái hiệp ước không xâm phạm với nhau với mình. Nhưng mà điểm ngoại giao vẫn tăng. Chuyển sang màu vàng rồi. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Chúng ta có bao nhiêu tiền nhỉ? Có 2.400. Không giải quyết được gì. Đây chúng ta phải cướp phát đã. Chắc là phải có một cuộc hôn nhân chính trị ở đây thì mới xong được. Move out. Cho thái tử đánh trận để thái tử lên cấp nữa. Thái tử sau này sẽ là nối ngôi nên là đúng không?
những cái thành này thì nó quá easy, chúng ta không cần phải đánh. Các bạn đánh chơi rồi thì các bạn biết không cần phải đánh trận này easy. Nó có quân gác thành đâu. Mình sẽ đánh cướp bóc kiếm tí sàng đã, đồng thời luyện cấp. Rồi thằng thái tử của nó đứng ra góc đằng kia kìa. Rồi chúng ta cặp trại xuống đã. Gì sát thương cận chiến à? Cộng 10 sĩ khí cho đội quân ta, cái lượng chỉ huy sĩ khí cho chúng ta đấy. Chiến đấu với các đội quân man gì tốt. Thế này thì sĩ khí nó tăng vãi trưởng luôn. Đây ta vào cái này để có thêm lương thực. Thằng thái tử của nó đây à? Vua nó chỗ nào? Thằng này thì chạy đây à? Chúng ta tiếp tục cướp bóc cái thành này đã. Cướp cho nó nát bét luôn. Luyện cấp cho tướng, đồng thời luyện cấp cho cả quân đoàn nữa các bạn ạ. Khác với các cái quân khác, các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể tuyển quân đoàn khá dễ. Thì đối với các bộ tộc du mục này, các bạn muốn thành lập thêm một quân đoàn thì các bạn tốn cá tốn kém cái gọi là grow. Nên là các bạn cứ bình tĩnh đi, đừng có vội vàng đánh nhau vậy. Tốn grow lắm, không phải dễ mà có thể tuyển được đâu. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh đi. Thằng này nó sẽ di chuyển ra đâu đó. Giờ thằng đệ của mình đang trung thành tăng lên. We have need of talk, I'm sure. We also need good food. Không chịu à? Thằng này đang tăng trưởng. Welcome. We will talk and then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from overuse. Slava. Nói chung nó, tôi không chịu. Nhưng mà mình lo nhất là cái thằng khỉ này. Sao nó lại bỏ nhỉ? 102. There is fine meat roasting for you. And bây giờ chúng ta phải dàn xếp hôn nhân đây. Cho con phe của chúng ta lấy thằng con này. Lần này thử lại 4 triệu đã xem được không đã. 4.000. Bởi vì điểm ngoại giao nó tăng lên rồi. Vẫn chưa được. Không có vụ dàn xếp hôn nhân này, e rằng là mình rất khó giữ mối quan hệ ngoại giao với nó. 5.000. Không được, quan trọng nhất chúng ta phải giữ được cái mối quan hệ ngoại giao với nó. Phải có 5.000, mất 5.000 để chỉ để lấy một đứa con gái về để tăng điểm ngoại giao lên thôi. Rồi, các bạn thấy chưa? Từ -17 sẽ lên 122, được, để xem. Được, cứ tạm thời thế. Mỗi người sẽ có cách sử dụng đồng tiền của mình khác nhau. Và mình sẽ sử dụng đồng tiền để đi mua là lời làm chính trị. Và... rồi, cứ qua lượt đi. Chúng ta sẽ tiếp tục tàn phá thế giới. Sinh con ngoài giá thú, thằng Orca. Thằng này nó chưa có vợ này cả. À, có vợ rồi mà vẫn sinh con ngoài giá thú được. Tao chịu mày. Bó tay. Chả hiểu nó kiểu gì luôn. Gì đây? Thằng này chiến tranh với... thằng này à? Một bộ tộc du mục. Speak plainly and without idle purpose. Thêm một bộ tộc du mục nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và mình thì rất thích chơi với mấy anh du mục. Mà anh này thì chưa có vẻ gì dễ thân hơn nhiều. Let us have good wine until we can talk. Hiệp ước không xâm lược 300 đồng, ok. Thằng này rất khó để tăng. Thằng này tốt rồi. Có cùng chung kẻ thù. Thằng này cũng vậy. Thằng này cũng vậy luôn.
thanh niên này thì chúng ta sẽ đề nghị cùng kháng chiến chống lại mấy anh Slaver xem nó chịu. Nó đang chiến tranh với thằng này à? Mình đâu có quân nhỉ? For the gods. For the tribe. Tăng vào đây, tăng vào đây. Sát thương cận chiến này, sát thương cho cựu binh tầm xa này. Cứ cho thái tử đánh trận, để thái tử lên. Vua thì cũng không quan trọng lắm. Đó. Để mình xem tình hình nào đã, chúng ta sẽ mang lân mắc vào cái Grow trước đấy. Còn những cái khác chúng ta tính sau. Ready for battle. For the gods. Rồi, luyện cấp cho quân đoàn. Sao thằng khỉ này nói đứng ở đây nó không chạy đi nhỉ? Thành to của nó. Đứng đấy làm gì cu? Cướp phát lại chạy đi đã. Tàn phá cái thanh này của nó, tan hoang luôn. Rồi, lại lên được tí kinh nghiệm nữa rồi. Rồi, chúng ta ra đây. Đuổi làm sao tới được. Đó. Làm sao mà đuổi tới được. Nằm ngoài tầm di chuyển nó rồi. Tăng vào cái này để chúng ta phát triển mấy cái nhánh này. Đây. Mình nghĩ mình sẽ tăng vào nhánh này. Bên này thì nó tăng đoàn kết, tăng thu nhập từ tiền chuộc, cái gì đấy, sĩ khí ở vùng địch. Nói chung thì nó cũng không quan trọng lắm. Mình nghĩ mình sẽ theo cái nhánh này. Cái này nó tăng phạm vi di chuyển, cái này nó tăng thu nhập từ cướp bóc rồi. Đấy. Mình nghĩ là sẽ cộng vào cái này. Tốc độ di chuyển trong trận chiến cũng được, cộng vào. Rồi. Cái này thì có lẽ là mình sẽ để dành grow và đồng thời để mình nâng cấp cái này, này một lượt nữa là được. Chúng ta có thể nâng cấp tiếp được. Rồi. Ready for action. Rồi, nâng luôn vào đây. Ready for battle. Thằng đệ của mình nó cũng chiến tranh với thằng Dung Tê này đúng không? Nó sẽ chiếm cái thành này chắc chắn luôn. Đây. Đề nghị là phát sân. À không, đề nghị nó đánh cái thành này. Rồi ok. Mấy thằng mẹ của mình đang chiến tranh với mấy ông Slaver. Các bạn cứ để hai quân đoàn của các bạn đứng cạnh nhau này thì chúng nó không đánh được đâu. Các bạn yên tâm là như vậy. Rồi. Chúng ta đánh được trận này mà không bị trừ cái gì cả. Ông đệ của mình ông vào ông đánh trước. Rồi. Chiếm đi cu. Chúng ta chỉ cần luyện cấp thôi mà. Bây giờ cướp có được tiền đâu, còn mất tiền thêm. Chiếm đi. Rồi, hay quá, nó chiếm luôn. Nó đề nghị làm đồng minh phòng thủ 300 đồng á. Đã đến lúc chúng ta sẽ cần đòi lại tiền. Mình nghĩ là phải 500 đi. Chấp nhận. Bây giờ sẽ đến lúc chúng nó chi tiền cho mình. Các bạn sẽ thấy nhá. Người ta bảo rồi mà, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Các bạn đừng nói lúc nào cũng bo tiền như thế, không hay đâu. Chúng ta bỏ tiền ra để lấy một mối quan hệ nào đó, sau đó thì khi mà mối quan hệ đó trở lên thắm thiết chúng ta lại kiếm được thêm tiền thôi mà. Hoang cần. Một thằng nó còn không đánh được. Destroy them. Get moving. Ready for more orders. Rồi cắm trại xuống đó.
thằng Alani. À, mình phải đề nghị cái thằng đệ này. Đánh vào đây. Tiếp đến nhỉ, thằng này là cái thằng mình mới phát hiện ra. We have need of talk, I'm sure. And also wine. Tham chiến chứng lại thằng này cho anh. Thằng này, thằng đệ của mình đây. Rồi, thằng đệ này cũng thế. Đánh vào đây cho anh. Ô, thằng này nó xuống đến đây rồi. Chúng ta lại chạy lên đây. Thành này của nó không có người phòng thủ rồi. Ôi, bị thằng này nó đốt rồi. Cướp bóc tiếp, kiếm tiền. Thành này của nó bị cướp bóc này, đốt phát nữa là sập nhà. Cho nó thành bộ lọc du mục luôn. Đấy, các bạn thấy không, cứ ban đầu chúng ta cứ nâng cấp cái nhánh, bây giờ chúng ta sẽ có mối quan hệ khá tốt rồi, các bạn bắt đầu tích tiền cho mình. Rồi, thằng Slaver này cử quân xuống đây à. Thế thành của mày ai bảo vệ đây? Rồi, ông đệ của mình ông đã giải quyết xong rồi. Rất nhanh gọn. À, tiện thể thì hình như ông làm luôn cả cái thành này. Ông khôi phục chưa? Mà có một vấn đề là cái thành này, à, thành này không có, không có người đóng gác này. Khi chúng ta đứng trên đất của chư hầu, chúng ta có thể tuyển được quân của chư hầu. Nhưng mà mình cũng chả cần tuyển mấy cái thằng quân cùi ấy. Chúng ta cứ chơi kỵ binh thôi. Ban đầu cứ kỵ binh mà chơi. Về sau các bạn cũng muốn công thành, các bạn cần phải có xe bắn đá và bộ binh. Nhưng mà đó là việc của sau này. Còn bây giờ thì các bạn cứ quân này cho mình. Nâng cấp đi. Thằng này à. Đây rồi. Tiến lên đây. Mày chạy đến đây giữ cái thành cùi này trong khi mày bỏ cái thành to. Vãi trưởng cái thằng Slaver này. Rồi. Cần có 5.000 để chúng ta nâng cấp công trình này. Bây giờ là chúng ta phải tích tiền để nâng cấp xây dựng nhà cửa, đồng thời cướp bóc để kiếm tiền nâng cấp lên đã. Ngoại giao như vậy là ổn rồi. Thằng này. There is fine meat roasting for you and wine also. Tham chiến chấm lại thằng này, không chịu. We have need of talk, I'm sure. Có được à? Cứ thân thiện là được. Thằng này tiếp tục tăng. Before I hear your wisdom, I trust you will not object to a cup of wine. Không chịu à? Mà vẫn đang tăng trưởng là được rồi. Nói chung các bộ tộc du mục thì ban đầu các bạn cứ chơi như vậy cho mình an toàn. Phát triển đã, tăng grow đã, sau đó tăng vào tốc độ nghiên cứu khoa học. Khi các bạn có một cái lượng, ôi thằng nào nó đốt cái thành trên kia rồi. Thôi xong. Ồ, cái thằng này trở thành quân du mục rồi này. Nó trở thành quân du mục à?
Ready for action. Thanh niên này có vẻ như là đang chiến tranh với cái thằng, một thằng. My friend, be welcome. Chúng ta đã thân thiết với hầu hết các cái bộ tộc du mục rồi đó. Thanh niên này bị kẹp ở giữa như này chắc chết sớm rồi. Cái thằng này mò xuống tận đây. Chiến tranh với hai kẻ thù ở trên mà lại mò xuống tận đấy. Đây, nó chiến tranh với thằng này nữa. Chả hiểu nó đi di chuyển đến kiểu gì. Thôi kiểu gì thì cũng được, chúng ta sẽ xử lý nốt cái thành của thằng Slaver đây đã. San bằng luôn cái thành này đó. Để đảm bảo là nó có một thành này nữa thôi. Không ăn được cái thành này đâu. Chắc chắn là như vậy. Đi chuyển xa xuống. Quarry be praised. How can I help? Cắm trại. Thirsty for battle. Rồi. Move out. Cắm trại xuống. Chỉ thiếu tiền thôi đúng không? Thiếu grow nữa. Cẩn thận bị mấy anh Slaver anh đuổi chết rồi nhỉ. Chưa biết chạy kiểu gì. Làm nào phải... À, chúng ta phải liên minh phòng thủ với các cái thằng du mục khác thì chúng ta có thể quan sát được cái di chuyển của nó trên map, thì chúng ta sẽ phát hiện được bản đồ rộng hơn. Bọn này vẫn đang đuổi nhau à? Đã đến mùa xuân rồi. Quarry be praised. How can I help? On our way. Chạy ra chỗ mấy thằng đồng minh cho chắc, không kiểu nhỡ chúng nó phang chết. Ready for more orders. Slaver nó điên nó phang chết. Có lẽ là dành grow nâng cấp nhánh bên này trước. Come sit. Share my fire. Thirsty for battle. Dành tiền này. Thanh niên này. Thanh niên này. Before I hear your wisdom, I trust you will not object. Đồng minh phòng thủ 500 đồng, ok. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we cao, chúng ta xin tí tiền, 500 chẳng hạn. Chắc chắn luôn, ăn được. 400 à? Ok. Rồi, chúng ta sẽ kết làm đồng minh phòng thủ với tất cả mấy cái thằng du mục này đó. There is fine meat roasting for you and wine also. Thằng này chúng ta lại phải mất ít tiền cho nó à? 300 nó không chịu. Chắc phải 1000 đấy. Vẫn chưa chịu. Nó thân mình thế mà tại sao không chịu nhỉ? Come, speak. Nó vừa phải đây. Chắc mình phải... lại phải bơm cho nó ít tiền nữa rồi. Vẫn không được. Phải tạo... Chúng ta muốn thiết lập các mối quan hệ ngoại giao thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải tạo cho các... giữa chúng ta và đối phương có một cái điểm chung cho nó. Nếu không thì không thể thuyết phục được đâu các bạn ạ. Đó.
và chúng ta có thêm một cái mối quan hệ ngoại giao đó, thêm một điểm ngoại giao nữa. Rồi. Thêm bạn bớt thù. Đó, bây giờ chúng ta có thể quan sát được map của tất cả những thằng đồng minh của chúng ta. Đây. Đấy, chúng ta sẽ nhìn được kẻ thù. Đây. Ready for action. À, lượt sau mình sẽ di chuyển xuống đấy để hỗ trợ thằng này, cho thằng kia nó công thành. Tuyệt vời. Ban đầu mình chỉ có làm ngoại giao và chính trị thôi các bạn ạ. Mình sẽ không phát triển quân sự ban đầu đâu. Nên là các bạn nhìn thấy đấy, các bạn mình toàn nâng cấp vào các cái công trình nó tăng độ tăng trưởng nhưng mà mới cả. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be worthy of a bard's song. Mình không biết cái thằng Alan là thằng nào nhưng mà nói thực sự thì mình cũng không ưa thằng đấy lắm. Một ngàn nhé. 600. My people are in danger. Alan là một cái bộ tộc du mục cũng ở khu vực Capcatch này nhưng mà nó không phải theo văn hóa của chúng ta. Nó là một cái thằng, nhưng mà thằng đấy thì kỵ binh của nó rất mạnh ấy. Người kiền rèn kiếm. Một thợ thủ công lành nghề đã bị bắt bởi lô lệ của chúng ta. Hắn nói rằng mình có thể rèn những thanh kiếm lưỡi cong chết người của phương Đông. Chúng ta đã nên làm gì hắn? Bắt hắn làm lô lệ. Cho nó rèn kiếm cho mình. Mình cũng chả chắc lắm cái vấn đề đấy đâu, nhưng mà mình nghĩ là... Xuống đây đã. Cả đám đứng ở đây sợ gì? What sir? Thằng này này, hơi khó ăn nó nhỉ. Warriors all. Có lẽ we will talk and then đề nghị tham chiến chống lại thằng này, đòi thằng này ít tiền. Đòi nó 1000 xem nào. Để mình tham chiến cùng, 1000 nó chịu à? 1500 được không? À. Đó, làm ngoại giao không phải chỉ để ta còn để kiếm tiền ấy, chắc chỉ được 500 thôi, vì mình thấy các hiệp ước này phần lớn 500 là được. Đòi nó 500. Mình phải chi cho nó 500 á. Dẹp đây. Thanh niên này thì khá ổn. There is fine meat roasting for you and cao wine à? Also. Đòi nó first we talk. 500. Rồi. Còn thằng nào nữa nhỉ? Hết rồi. Các bộ tộc du mục đã trở thành đồng minh của mình hết rồi. Rồi. Thằng này mình vẫn là cướp trên đất của nó. Tốt. Vẫn cắm trại trên hai vùng đất. Như vậy chúng ta vẫn kiếm được tiền. Tương tự vậy. Ồ, chúng ta có tiền thì chúng ta phải nâng cấp cho quân đoàn mà. Đi trước chứ nhỉ. Mới có một grow. Chưa phát triển được. Toàn vào đây đã. Thằng Anani. Có thể mình sẽ bắt đầu chuyển sang để đi tấn công, nếu mà tiêu diệt nốt mấy thằng Slaver thì mình sẽ sang mình đánh nhau với mấy thằng là gì chả? Mấy thằng Đông La Mã và Tây La Mã được gọi đấy. Cướp bóc thôi. Trời ơi. Liên quân của bốn nước đánh này, 1, 2, 3, 4 này. Một sự dã man không hề nhẹ.
Chỗ này thực ra có vào đánh thì mình chả kịp tới nơi, chúng nó đã đánh xong rồi. Liên quân bốn nước đánh sợ thật. Liên quân của bốn bộ tộc dương mục tấn công một thanh niên, thật tội nghiệp cho anh ấy. Rồi như mọi khi với các bộ, giống như các bộ tộc hung nô khác, anh ấy luôn lựa chọn giải pháp là đốt phá. Rồi đã thêm một vùng đất nữa khét mù. Phe phái đã bị hủy diệt, kỳ hạn làm việc đã hết. Nghiên cứu công nghệ sau. Con số ưu việt. Cái này à? Thời gian 4 lượt. Cái này chỉ cần 2 lượt thôi. Trong khi chúng ta nghiên cứu cái này thì chỉ mất có 1 lượt nữa là được rồi. Thôi được rồi, sau cái này mình sẽ nghiên cứu lên manh nhánh đó. Rồi yên tâm. Dù sao mình cũng phải phát triển quân mà. Thống nhất được hết rồi nhỉ. Phía Bắc mình đốt phá hết rồi. Phía Bắc mình đốt hết rồi. Còn mỗi tận trên này thôi. Còn chỗ này là hết rồi. Thanh niên này thì đang bị truy đuổi. Không biết đâu, chưa nhìn thấy. Nhưng mà mình cứ đi vào cái vùng đất của thằng đệ mình nhá, cho an toàn. Mình sẽ hợp nhất 3 quân đoàn lại gần với nhau. Sau đó mình sẽ tấn công vào cái thành này. Có thể là như vậy. Chưa đủ grow, phải 3 grow thì mới lưng được tiếp cái này. Và chúng ta cũng chưa có tiền nữa. Tích tiền đã. Vấn đề là chúng ta đã làm ngoại giao khá tốt rồi. Ô, nó chiếm mất cái thành của thằng đệ của mình ở dưới kia. Chắc mình sẽ giúp thằng đệ của mình. À, Anani quyết định không du mục nữa mà sống định canh định cư à? À. May mà thằng đệ của mình nó có một cái thành trên kia. Đòi thêm tí tiền đây. Bây giờ đến lượt chúng mày đề nghị anh đúng không? Trả cho anh 5.500 vẫn được à? 1.000. Bây giờ là đến lúc chúng ta thu lại tiền. Rồi. Mình nói rồi mà, câu nói của cổ nhân, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, không bao giờ là thừa sai đâu. Đào tăng kinh nghiệm cho tất cả các đất quân tuyển dụng. Ok. Rồi bây giờ chúng nhiệm vụ chúng ta phải nghiên cứu vào đây đúng không? Rồi nghiên cứu luôn. Chúng ta có thể nâng cấp được xe thực phẩm. Rồi chúng ta có thể nâng cấp cái này mắc rồi. Đệ của mình đây à, thằng Anani quyết định đóng chứ không đi du mục nữa. Tốt. Quạt thanh niên nào đây? Di chuyển đây đã. Tăng mạnh grow cho mình, các bạn cứ tăng mạnh grow cho mình ban đầu ạ. Độ khó huyền thoại các bạn thấy không? Mình chơi nó cũng đâu có khó lắm đâu. Rồi mình thiết lập mối quan hệ ngoại giao với tất cả các bộ tộc du mục đều mặt xanh như là thanh niên này thì chắc là rất thích mình luôn rồi. Để mình chiến tranh với kẻ thù của nó. 400 đồng à? Rồi.
chúng ta sẽ có các cái mối quan hệ rất đẹp. Rồi. Để dành tiền á. Dành tiền á. Tăng crow đó. Cái thằng Slaver đấy bị đuổi cùng chơi cuối đất luôn. Wow. Mà vẫn cứ cắm quân đoàn đây như này này, mình không đánh được chứ nhỉ. Rồi, vâng tiếp. Ready for battle. 4 crown mới lên được tiếp 8.000. Cái này lên mắc thì cộng 10 tăng trưởng, 50 lương thực. Lương thực của mình có vẻ ổn rồi thì mình bắt đầu có thể xây được các cái nhà lính các bạn ạ. Và nhà lính thì nó tốn khá nhiều lương thực. Chuyển đã. Ở đây. Cắm trại cho anh. Hội ba quân đoàn và chắc là ăn được thằng này. Mình nghĩ là thế. Mình chơi không giỏi về cái đánh trận. Các bạn ạ, mình phải thừa nhận một điều như vậy. Mình chưa bao giờ là một người giỏi đánh trận. Nên là mình luôn luôn phải đưa ra một cái giải pháp là mà chắc thắng mình mới đánh. Mình chỉ lên là cái chiến dịch này có thể nói là chơi ở độ khó huyền thoại mà để chia sẻ cho cả những anh em có thể nói là kinh nghiệm chơi cũng không được cao lắm vẫn có thể chơi được. Đó, khi các bạn làm ngoại giao tốt thì các bạn vẫn có thể thống trị thế giới theo một cách của các bạn. À, thanh niên Đông La Mã. Tây La Mã. Ồ. Hổ báo. Thanh niên là... À, thằng này nó quyết định tuyên chiến mình này. Gọi tất đám đồng minh của mình. Ôi, ngọt quá. Tất cả đồng minh của mình nó sẽ cùng đánh nhau với thằng này luôn. Rồi. Nghiên cứu công nghệ con số ưu việt, nhiệm vụ hoàn thành. Ngon. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này rồi, nhưng mà bây giờ mình lại cần một cái khác nữa. Quân sự chưa phải là giải pháp mình cần ngay bây giờ. Mình muốn biết xem là để nghiên cứu công nghệ này thì mình cần cái nghiên cứu cái nhánh gì. Đây. Cái nghiên cứu nhánh này chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học lên. Mình cần phải nghiên cứu cái này đã. Đây. 10% tốc độ nghiên cứu khoa học, tiêu tốn lương thực. Không sao. Ừ. Anh như này vừa tuyên chiến mình đúng không? Mày thích chết à? Chúng ta sẽ... Di chuyển ra đây. Từ đã. Xem quân đoàn thứ hai đánh đến đâu. Thì chúng ta sẽ cắm trại đấy. Quân đoàn này lên nữa, ba quân đoàn đứng cạnh nhau, không thằng nào dám đánh luôn. You have more orders? Nhưng mà như này chúng ta sẽ bị mất khá nhiều tiền và cũng tốn lương thực nữa. Is there nothing else? Bởi vì chúng ta cắm trại gần nhau, chúng ta sẽ kiếm được ít tiền hơn. Mình tính cả rồi. Anh em cứ yên tâm là mình tính cả rồi. Rồi. Chúng ta được ít tiền hơn nhưng mà không thằng nào dám đánh chúng ta. Cộng 3, thằng này cái này cộng 3. Thirsty for battle. Ruộng để chăn nuôi.
Tiếp nào cú. Ba quân đoàn. Hiệp ước hòa bình và chi cho mình 1000. Cao à? Anh sẽ xin của chú thêm ít tiền nữa nhé. 1500. Rất cao à? 2000. Các bạn thấy chưa? Chúng ta bỏ tiền ra để rồi chúng ta lại thu được thôi mà. 1500 à? Ờ thôi được rồi. Được đồng nào hay đồng đó. Đồng tiền tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chứ độ khó huyền thoại hay không thì nó cũng không có gì ghê gớm với mình đâu. Đến giờ này các bạn yên tâm là như vậy. Mình cướp hết đất của thằng này hết tiền bây giờ mà. Cho quân vào trại và thành à? Quân vào thành. Nhiệm vụ là thành lập một quân đoàn. Lấy đâu ra mà Grow đâu mà thành lập một quân đoàn. Không thành lập được. Đúng để lên cấp. Tăng vào đây để tăng lương thực. Sĩ khí ghi đấu với các đội quân Manji. Tỉ nghệ cũng thiếu phe dân sự. Đây rồi. Tướng này. Có rồi. Tướng này. Có rồi. À, hết nhiệm kỳ rồi chúng ta sẽ lại phải bổ nhiệm tiếp. Các tướng này thì được bổ nhiệm cấp 2. Cho mấy thằng này dạ thủ. Mấy thằng này chưa bổ nhiệm được à? Bổ nhiệm mấy thằng này vậy? Rồi. Quyền lực của chúng ta mạnh mẽ thì mình cũng không cần lắm. Thằng này chui ra đây à? Đánh nó thì mình sẽ thương vong khá nặng này. Ready for action. On our way. Thirsty for battle. Chắc phải gạ đòn nó kiểu này mới ra, nó mới ra đánh. For the gods. Nó chết, nó cắm trại. Nó cắm trại. Thế thì quân đoàn này phải vây chứ không phải là đánh này được. Không, nó rút ra kia nó đánh. Hai quân đoàn nó vây mình. Vây nó lại. Quân thủ thành nó đông nhỉ. Chả đông phết đấy. Trận này hơi khó ăn, nó lại còn có xe bắn đá này. Nhưng nó không có kỵ binh mấy. Có thể mình vẫn quẩy được. Rồi, mấy thằng... À, Ante. Cuối cùng cũng mò xuống đây. Nó sao phải làm trận chứ ít nhỉ? Nô mẹ. Không đánh nhau à? Nghe hơi phí. Bắt đầu là chúng ta sẽ gây dựng một cái thiết lập, các bạn thấy không? Nhiệm vụ ban đầu mình đề ra đó là thiết lập mối quan hệ để chiến tranh với mấy thằng ở dưới phía Nam này, tham chiến cùng đồng minh à? Ok. Đối với Hung Nô thì chẳng có cần phải hòa bình với ai cả, tham chiến chống lại thằng này. Nhưng mà hơi ít tiền đấy, xin cho anh 1000 nhé. 500. 700. Bây giờ đến lượt chúng ta đi mặc cả. Rồi. Tham thôi, chứ còn chúng ta có chiến đâu. Ủng hộ chính phủ, ủng hộ chính phủ, ủng hộ chính phủ. Rồi, hiệp sĩ nổi tiếng. Thằng này nó có cắm trại. Mà chúng ta lại chưa có xe bắn đá, chúng ta không làm gì nó rồi. For the tribe. Không cắm trại nữa à? Tengri guides my steps. Truy sát nó cho anh xem nào. Mời các bạn xem kịch nhá. À,
ơi, trời ơi. Nhưng mình e là đánh nhau ở rừng rú rồi. À không, may quá. Trận này mình sẽ đi lùa vịt. Quân đoàn này của mình lên cấp khá cao đấy. Tuyết rơi à? Sẽ di chuyển chậm. Mà kỵ binh di chuyển chậm thì không tốt. Hô thoáng, không có tác động phụ. Đây rồi. Và xin mời các bạn đến với trận chiến của các quân đoàn Hung Nô. Để các bạn sẽ thấy là khi chúng ta chơi Hung Nô chúng ta sẽ hành đối phương như thế nào. Rồi. À, một số anh em bảo mình là khi mà anh đánh các cái đội quân mà nó không có giáp cao lắm thì anh đừng để chế độ bắn xuyên giáp. Bởi vì như vậy thì nó sẽ cái gì? Sát thương cơ bản bị giảm và thời gian thay đạn bị lâu hơn này, đúng không? Có thể mình cũng chưa nghiên cứu lắm đâu, chính ca các bạn chơi nhiều hơn mình mà. Nhưng mà nếu mà đơn vị hạng nặng thì các bạn nên dùng xuyên giáp, còn bình thường cứ để đạn thường mà bắn. Anh em bảo thế, mình thấy có thể mình sẽ góp ý. Cảm ơn ý kiến đóng góp của anh em. À, tất cả các cái câu mà bình luận của các bạn dưới các video mà mình đều xem cả. Và thực sự mà nói thì không ai là biết hết cả mọi thứ cả, nên là mình cứ học của các bạn thôi. À, cái gì hay mình tiếp thu. Chạy à? Chạy đi đâu? Ăn mấy thằng Slaver này. Ăn thằng tướng đó cho anh. À đừng. Rồi sướng thế nhỉ. Úi, cho kỵ binh đi càn sướng vãi trưởng. Quay nó lại cho anh. Sau một thằng. Rồi. Lại ra đây, đừng để nó áp sát. Xả kỵ cứ bắn nó đi. Rồi, đội này nữa, lùa ngay mấy thằng tầm xa nó cho anh. Ra đây. Các bạn sẽ thấy rằng Hung Nô khi nó đi càn sướng thế nào. Ồ, rất tuyệt, đánh vào đây. Kill, kill, kill. Rồi. Ăn thằng tướng nó cho anh. Rồi. Xong hai đội tầm sao nó. Xã kỵ mà không biết trận chiến à. Mày coi thường xã kỵ của anh quá. Tướng của nó nhỉ. Ôi, bắn tên gần chết luôn. Xong, đến thằng giáo. Fire. Nào, bắn tên nào. Mấy thằng giáo này làm cái gì? Mũi, bắn. Trời ơi, đâu với xạ kỵ của Hung Nô á. Rồi. Mấy thằng cận chiến này thì nó chỉ bắn tên, vẫn bắn tên được, nhưng mà nó chỉ bắn ở một phía, nó không thể vừa hit and run như cái đội xạ kỵ được. Đấy. Đã hết tên, hãy lùi lại cho xạ kỵ nó bắn ra. Đây chỉ là những kỵ binh thế hệ này, thứ nhất của Hung Nô thôi. Chưa phải đội cái gì? Henrik Delvin Archer. Như con quỷ trên lưng ngựa. Cái từ đấy đủ các bạn hiểu được xem là cái độ khủng khiếp của Hung Nô là gì rồi, đúng không ạ? Như con quỷ trên lưng ngựa. Rồi.
Một trận đánh khá là easy khi chúng ta đi càn kẻ thù. Đó, kết thúc trận đánh một cách đơn giản. Nhưng mà quân đoàn kia của nó có xe bắn đá. Mình thì không thích chuyện đó chút nào. Rồi, chúng ta đã giải quyết được một đạo quân của nó. Một quân đã. Đó là lý do tại sao các quân đoàn hung nô chỉ với cái lực lượng không cần lớn lắm vẫn có thể chiến tranh rất là ghê gớm như vậy. Đạo quân này mới thực tế là có 10 đơn vị quân. Mình sẽ lùi vào đây. Cắm trại để hồi quân nữa. Chúng ta sẽ bị tiêu tốn lương thực khá nhiều do cắm trại cạnh nhau, nhưng mà không sao. Vây tiếp. Thanh niên này sẽ bị vây đến chết. Mà có thể mình sẽ cho hai đơn vị này thay nhau đánh các cái vùng bên ngoài. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.